Chào tất cả mọi người. Hôm nay quay một cái bữa ăn với cái hạt màu hồng đó. Và cái thực tế muốn chia sẻ với mọi người một chút là cái hạt này ấy, đây như cho cái phần này là 4 lạng, mà khi mà ngâm lên ấy thì nó nở ra là cũng là khá nhiều đó, chứ không phải là ít đâu. Thì cái này nên ngâm, mọi người mà có bổ sung cả chibi ấy thì mọi người sẽ nên ngâm với lại cái chibi này nhá. Nên ngâm luôn ở trong ấy này. Đây, nở như thế này là ok rồi. Như thế này là mình ngâm khoảng tầm 40 phút. Với tùy loại hạt nha mọi người nhá. Với cái loại hạt mà bao màu xanh ấy, cho trưởng thành, thì cái lượng mỡ ở trong hạt, gọi là hàm lượng chất béo, nó ít. Cái độ nở bung của nó nở hơn. Thì chúng ta sẽ ngâm nhiều nước hơn một chút. Còn với cái hạt này bình thường, mà nói chung giả sử với cái bao màu hồng như thế này, thì là mọi người cho cái hạt vào trong bát ấy, mọi người dùng tay mọi người tì xuống và mọi người đổ nước vào, nó đúng bằng cái mặt hạt là được. Bởi vì tại sao lại phải ấn tay xuống, bởi vì là gì, bởi vì là nếu không ấn tay xuống thì chúng ta rót nước vào hạt nó sẽ nổi lên đó, thành ra chúng ta sẽ khó định lượng. Nhưng mà khi nếu mà chúng ta mà ấn cái tay của chúng ta xuống ấy, thì là đấy là dùng đúng nước, đúng bằng cái chỗ mà hạt mà chúng ta ấn tay xuống đó, thì mọi người sẽ có được cái lượng nước mà nó đủ cho cái hạt bao màu hồng này. Đây, xong nó nở ra, nó còn một ít nước ở bên dưới này, thì con chó nó sẽ thích ăn. Chibi thì mình đã đảo vào đây rồi, chibi này đảo rồi. Bây giờ là cho chúng nó ăn, là chỉ cho thêm canxi thôi. Ok nào, ra đây nào. Siro đâu? Đây, siro đây. Rồi, không, lùi lại. Đây, quay mặt về đằng này. Ok, siro ăn đi. Lùi mông lại, lùi lại đây. Rồi, ok, ăn đi. Messi đâu? Ông đây. Rồi, đây Messi ăn đi. Pila đâu? Pila xuống đây. Xuống hẳn bên dưới. Ok, Pila ăn đi. Rồi. Con Yumi có ra đây ăn không? Mi ra đây ăn. Phần của Mi đây. Đây rồi, rồi, cho Mi ăn ở đây. Ba đứa ăn đi. Yumi ăn phần của Yumi đi. Đây, cho gần hơn một chút đi. Đó. Xích đây. Thôi được rồi, Siro bây giờ, Siro đứng dậy, Siro ăn được rồi. Ăn đi. Để anh ngồi đây anh nói chuyện luôn. Thì lưu ý với mọi người một chút nha. Mọi người cho con chó ăn hạt. Với cái lượng ăn của một cái con, giả sử như con rốt 40 cân này, là cái bao màu xanh là 4 lạng 6 và cái bao màu hồng này thì là 4 lạng 1. Thì mọi người không phải lo là cái việc là con chó nó ăn bị thiếu đâu. Khi mà nó nở ra đây là nó vẫn chưa nở hết đâu, vào trong bụng con chó hạt nó còn nở thêm ra nữa. Cho nên là mọi người lưu ý là cho ăn đúng lượng. Ngày hôm nay thì có một bạn mua cái cám này về cho một em béc dê ăn. Thì kể chuyện là nó cũng buồn cười, là bởi vì là bạn ấy đong nhầm. Tức là cái đồ mà bạn ấy dùng để bạn ấy xúc hạt đấy, thì cái đấy là nó là 2 lạng một cái, thì bạn ấy lại nhớ nhầm là 1 lạng một cái. Thành ra là bạn ấy đong 3 cái cống ấy, thì tức là bạn tính là 3 lạng thôi. Cho con béc dê ăn một bữa. Con béc dê đang tuổi lớn, bạn tính là 3 lạng thôi, thì bạn ấy có báo lại là nó ăn bị thừa mà ít, mà ăn xong bụng nó to lắm. Thì mình mới thắc mắc, bởi vì là mình cũng nuôi béc dê, cũng có một con béc dê. Thì cái con béc dê ấy của mình ấy, nó 3 mấy cân, thì nó ăn, nếu mà nó ăn 4 lạng thì cũng nhìn thấy hơi lộ bụng tí thôi. Mà 4 lạng ở đây là 4 lạng là đã hạt ngâm rồi. Đây, siro đã xong rồi. Đây, còn một hạt nữa. 4 lạng là hạt đã ngâm rồi, mà bạn ấy bảo là ăn 3 lạng mà vẫn còn thừa nửa lạng, mà nó lại bụng nó lại to lắm. Thì mình cứ thắc mắc. Thì hóa ra là đây nha mọi người nha, phần ăn của chúng nó này, nó rất là nhanh và nó sẽ hết sạch. Thôi, hai đứa ăn xong rồi thì lên trên này ngồi. Lên trên này ngồi để anh nói chuyện tí. Lên ghế đi. Lên ghế ngồi nghỉ một tí. Pila lên đi. Lên ghế. Cả Messi nữa, Messi cũng lên đi. Lên làm ngồi đây làm người mẫu tí. Lên trên nằm với mẹ đi. Để anh nói chuyện tí.
Thì bạn ấy bảo là nó bị căng. Thế mình mới thắc mắc, mình bảo cái con bức dê của mình thì nó ăn 4 lạng thì cũng thì mới lộ bụng, chứ còn nếu mà 2 lạng rưỡi 3 lạng như thế thì làm sao mà nó có độ no được. Đây đây mọi người nhìn nhá, nó ăn nhá nguyên một cái bát như thế mà cái bụng của chúng nó không thấy nó lộ bụng đâu. Gần như là nhìn cái bụng của nó vẫn thế, bởi vì đây cái lượng này là nó ăn 4 lạng, 4 lạng mà nở rồi tức là nửa non cái bát này, nhiều lắm đấy chứ không phải ít đâu, nó tương đương với đồ ăn tươi của chúng ta nó khoảng tầm 1,5 cân. Thế mà bạn ấy bảo thế thì mình bảo là hơi lạ, kiểm tra lại xem. Bởi vì là nếu mà cái con béc dê nhá mà cho nó ăn theo cái kiểu nó ăn thả phanh thì nó cũng phải sơi khoảng tầm 5 lạng thì nó mới dừng. Nếu mà một con béc dê còn bọn rốt này, nếu mà cho nó ăn thả phanh mà hạt không ngâm nhá thì nó có thể ăn 8 lạng. Còn những con đực ấy nó có thể ăn 1 cân, 1,2 cân luôn. Tất nhiên là chúng ta không nên cho ăn theo cái kiểu nhiều như thế, bởi vì là ăn vào nó sẽ bị căng bụng. Nếu chúng ta cho ăn nhiều thì chúng ta sẽ phải chia bữa ra. Đấy chính là lý do tại sao mà cái con chó đang tuổi lớn người ta phải chia bữa ra. Bởi vì nếu ăn dồn vào một bữa, cái lượng ăn của con tuổi lớn nó nhiều. Nếu ăn dồn vào một bữa thì nó bị nhiều quá, nó căng bụng. Nhưng với cái con trưởng thành thì cái lượng ăn của nó ít hơn thì ăn một dồn vào một bữa được. Đó. Thì đến buổi buổi trưa ngày hôm nay thì bạn ấy mới báo lại, bạn bảo là cái đồ đong của bạn ấy bạn đong nhầm. Là cái đồ đong ấy là nó là 2 lạng, tức là tương đương với lại con chó đấy nó ăn 3 cống đấy, tức là nó ăn cho nó 6 lạng thì nó ăn bị dư. Nó ăn coi như là còn 1 lạng nữa thì coi như nó ăn khoảng tầm 5 lạng. 5 lạng thì nó nhiều lắm mọi người. Bởi vì cái con béc dê nó đang tuổi lớn, con đấy nó mới có 30 cân thôi. 30 cân thì 5 lạng thì nhiều lắm, cho nên nó căng bụng là đúng rồi. Thì đấy là một cái chuyện vui thôi, nhưng mà mọi người lưu ý khi mọi người đong, mọi người nên dùng một cái gì. Nếu mọi người mà có dùng cái chibi này, nếu mọi người có dùng cái chibi này, mọi người lấy bớt lại một cái vỏ hộp để mọi người làm cái đồ đong, thì cái chibi này một cái cắm này của nó là đúng 4 lạng, hơn một tí thôi. Hoặc là mọi người có thể mua cái cốc nhựa, cái cốc mà có cái quai ấy, cái cốc nhựa mà hay dùng để uống nước mà cốc hình nó vuông vuông mà nó có một cái quai tay cầm ấy, thì mọi người dùng cái cốc đó mọi người đong, là cái cốc đấy là nếu đong cái hạt này dùng cái cốc cái đong thì là bằng đúng bằng miệng cốc, là đúng 2 lạng. Mọi người có thể tìm cái cốc nhựa đấy để mọi người dùng làm cái đồ đong, nó sẽ chính xác luôn, nó sai lệch nó không đáng kể, để mà cho con chó của chúng ta nó ăn đúng cái cữ của nó. Bởi vì sao, nếu ăn nhiều quá ấy, bụng nó căng thì con chó nó không tiêu hóa được, bởi vì nó ăn nó ngon miệng mà, nó ăn cái này thì nó ngon miệng, nó thích ăn lắm. Mà nếu mà khi mà nó ăn no ấy, siro lên trên này, nó ăn no quá thì cái dạ dày nó bị kích và cái lượng dịch con chó trong cái cơ thể con chó nó tiết ra cái dịch tiêu hóa đấy nó không đủ để tiêu hóa cái lượng đồ ăn quá nhiều đột xuất như vậy, tức là làm việc quá tải ấy mọi người, cái dịch nó tiết ra không đủ thì nó sẽ không tiêu hóa được như bình thường. Nó sẽ phát sinh ra nào là có thể ra phân nát, nó có thể nó ra tí này nó lại ra, nó lại cố nó rặn ra tí, hay là nó có thể nó kích bụng dạ dày quá thì nó lại ợ ra, nó nôn ra ấy, theo kiểu nó ợ ra một tí. Đấy là cái phản ứng của con chó khi mà chúng ta cho nó ăn quá nhiều. Thì mọi người cho nó ăn với cái hạt này đấy, mọi người lưu ý nhá, là rất nhiều người là bởi vì bình thường chúng ta cho ăn cái đồ ăn tươi thì có thể chúng cái con chó của mọi người thì mình nghĩ chắc bình thường chắc mọi người cho ăn, có thể mọi người ăn cái bát này thì có thể là một, nếu mọi người cho ăn 2 bữa nhá thì giỏi lắm là cái con chó của mọi người nó bằng con chó của mình đi, một bữa nó ăn nửa cái bát này là cùng. Một ngày mà 2 bữa mà mỗi bữa nửa bát này ấy, là những con đấy là ăn ít chất thì nó mới ăn được như thế. Chứ nếu mà ăn nhiều chất thì ăn như thế vài bữa, 1 tuần hay 10 ngày sau là nó sẽ kém ăn ngay, bởi vì nó bị thừa. Đó. Còn cái hạt này với cái lượng cái hạt này là khi mà ngâm ra nó nở ra rồi ấy, thì nó đã chiếm được nửa cái bát này, nửa non cái bát này mà nó còn đang chưa nở hết mọi người nhé. Mọi người phải hiểu là như thế, là cái lượng hạt cho mình cho bọn này ăn là 4 lạng này, 4 lạng, 4 lạng 1, thì cái lượng hạt đấy với cái bát này nếu mà cái hạt đấy nó nở bung hết cái lõi của nó ra, nó nở phình ra như là trong cái quá trình nó tiêu hóa, đến lúc nó tiêu hóa ấy, thì nó phải trên nửa cái bát này, nó là nhiều đấy chứ nó không phải là ít đâu. Đấy, và cái con với con chó trưởng thành thì cái lượng ăn của nó chỉ vậy thôi, còn có con chó đang tuổi lớn thì cái lượng ăn của nó nhiều hơn.
thì cái con chó đang tuổi lớn chúng ta phải chia bữa ra. Là vì như thế, như là cái video mình đã chia sẻ về cái việc là con chó nên cho ăn một ngày mấy bữa đấy, thì cái con chó đang tuổi lớn thì chúng ta cái lượng ăn, bởi vì cái lượng ăn của nó rất là nhiều, cái dạ dày nếu mà dồn một bữa thì nó ăn không hết được, thì chúng ta mới phải chia ra. Còn với con chó trưởng thành thì chúng ta cho ăn một bữa là ok đấy, và nó ăn đủ lượng của nó thì nó ăn rất là ngon miệng. Mọi người sẽ để ý là tất cả các cái video của mình mà mình đăng lên con, những cái con chó của mình nó ăn thì thời tiết như thế nào nó ăn nó vẫn vét. Bởi vì sao? Cái lượng đấy là cái lượng cần. Và khi chúng ta nuôi cái con chó theo đúng cái lượng chuẩn của nó nhá, thì nó có một cái lợi thế là gì? Nếu mà một con nào đấy mà nó ốm mệt ở trong người, nó kém ăn một phát là chúng ta biết ngay, à nó đang có một cái vấn đề gì đấy, cho nên là nó mới kém ăn. Bởi vì bình thường sẽ không bao giờ nó kém ăn cả. Nếu mà cái sức khỏe của nó bình thường, không bao giờ nó chê, lúc nào nó cũng sẽ ăn hết. À, và thêm một cái nữa là nhiều người thì cho chó ăn hạt. Đây, đây là hết nhá, cất gọn vào một bên đi để cho nó đỡ vướng này, để nắm siro. Nhiều người thì cho chó ăn hạt này thì nó có một cái thắc mắc chung là cho ăn hạt khô có được không? Bởi vì các con chó của mọi người nó thích ăn hạt khô hơn là thích ăn hạt ngâm. Ngâm ra con chó nó chê, là có thể là bởi vì mọi người ngâm nó nhiều nước quá, nó lõng bõng nước. Là khi mà mọi người ngâm cái hạt mà nó còn nước lõng bõng thì hầu hết các con chó nó sẽ không thích ăn theo cái kiểu như vậy đâu. Nó thích ăn có độ hơi khô một chút. Hạt ngâm ra là chỉ đủ nước thôi chứ không thừa nước. Thì nhiều người thắc mắc là cho ăn hạt thì để ăn hạt khô có được không, thì hoàn toàn được mọi người nhé. Cái việc mà ăn cái hạt mà hạt nó còn khô nguyên, tức là mọi người đổ ra, mọi người vẩy nước vào cái, rắc chibi vào, vẩy múc hạt này, vẩy một ít nước vào cho nó ướt hạt thôi, rắc cái chibi này vào để cho nó dính vào, ok là mọi người có thể cho con chó ăn rồi. Chỉ có điều là trong cái trường hợp mọi người mà cho ăn như vậy thì mọi người phải lưu ý là trong trường hợp mà cho ăn khô như vậy ấy, là cái bát nước của con chó mọi người phải luôn luôn đảm bảo là cái bát nước của nó luôn có nước, để khi nó cần nó sẽ có nước để nó uống. Bởi vì khi nó ăn khô như vậy ấy, là vào trong cái là mọi người sẽ để ý là tí nó này ra nó uống nước, tí này ra uống nước, bởi vì là nó khô thì nó vào là nó phải uống nước vào để nó nở ra. Còn chúng ta ngâm này ra như thế này ấy, là chúng ta ngâm để cho nó nở sẵn ra một phần, chúng nó vẫn uống nước đấy chứ không phải không đâu. Cái vấn đề là cho con chó ăn luôn hạt khô được không, là hoàn toàn mọi người cho con chó ăn luôn hạt khô được. Thì mọi người có thể thấy là mình dùng hạt khô để mình cho chúng nó ăn vặt đấy. Đó, kiểu như vậy, ăn hạt khô hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ăn cái hạt khô đấy thì như mình nói đấy, là nếu mà mọi người cho con chó ăn ở trong chuồng thì có thể nó gây rơi vãi. Với con chó ăn tham thì nó có thể là nó sẽ rát cổ. Mọi người nên vẩy một ít nước vào chứ đừng cho ăn khô tinh. Mọi người mà xem các cái video ở của các kênh nước ngoài, có thể là mọi người sẽ thấy là nhiều người người ta nuôi chó cá nhân, nuôi ở gia đình ấy, là người ta đổ luôn hạt khô ra cái người ta cho vào cái bát, thế nào con chó nó ăn. Nó hoàn toàn có thể ăn được như vậy. Nhưng ăn được như vậy thì chắc chắn nó ăn nó sẽ bị vãi. Cái đấy là mình khẳng định với mọi người như thế. Và thỉnh thoảng con chó nó sẽ bị khẹt 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 một cái, khẹt cái để bắn vài hạt ra. Bởi vì nó ăn một phát nó ăn vài hạt và nó cọ vào cổ họng là nó bị khô quá. Cho nên là mọi người cho ăn hạt khô được, nhưng mọi người nên vẩy một ít nước vào đấy, và hoàn toàn được, hạt khô hay hạt ngâm ra đều ok mọi người nhá. Chỉ có điều là cái hạt khô là mọi người phải đảm bảo là có cái bát nước cho con chó, nó cần uống lúc nào thì nó sẽ có nước nó uống lúc đấy. Còn cái hạt mà đã ngâm ra rồi mọi người vẫn cần có nước cho con chó, nhưng cái lượng nước con chó nó cần nó ít hơn, thế thôi. Và cái lợi thế của nó là gì? Cái lợi thế của nó là mọi người nhìn nó đỡ sốt ruột. Bởi vì mọi người, nếu mà những người mới cho ăn cho chó ăn hạt thì cho ăn hạt khô thấy nó ít, ngâm ra thì mọi người sẽ thấy là nó nhiều, thì đỡ sốt ruột, đỡ thương chó là nó được ăn ít quá đó, và nó đỡ rơi vãi. Và con chó là vào trong cái cơ thể của nó cũng dễ tiêu hóa hơn đó, nó đỡ mệt người con chó hơn. Còn rất nhiều con là nó thích ăn cái hạt mà còn khô, cái đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Cái hạt còn đang khô nguyên là con chó nó hầu như là con nào nó cũng thích ăn cái hạt còn đang khô nguyên hơn đó. Nhưng mà đấy là chúng ta ngâm ra cái hạt này, chúng ta ngâm ra con chó nó vẫn thích ăn. Đấy là mọi người nhìn thực tế ở cái con chó nhà mình.
để đến hôm nào mà hết bao hồng thì mình sẽ lại cân lại cho nó để mình theo dõi. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Và cái tình hình ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại bây giờ là cái chủng mới của cái Covid nó đang bùng, thành ra là chúng ta, mỗi người chúng ta hãy tự bảo vệ với sức khỏe của mình, hạn chế ra ngoài không cần thiết. Chỉ ra ngoài khi có những việc thực sự cần thiết thôi, và khi ra ngoài thì chúng ta phải thực hiện những cái biện pháp để mà chúng ta hạn chế cái nguy cơ lây lan 5K đó. Thì mọi người, cái đấy là chúng ta nên tự giác tuân thủ nhá, chứ chúng ta đừng chống đối, bởi vì cái này là nó là phục vụ cho cái đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta và đảm bảo sức khỏe của người thân trong gia đình, và sau đấy mới là xã hội. Thành ra cái này là chúng ta nên tự giác, chứ đừng những cái việc chống đối nó đều không phải là những cái việc nên làm. Chúng ta phải tự chúng ta điều chỉnh cái việc ấy. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Ngủ luôn rồi này. Nghe lên chủ nói chuyện như kiểu du ngủ. Siro cũng ngủ được một giấc rồi, Pila cũng ngủ được một giấc rồi. Ok, được rồi. Để anh dọn thôi.